Rồi chào các em nha, hôm nay thì tiếp tục hướng dẫn cho các em phần tiếp theo của tình bơi của mình Rồi hôm nay thì mình sẽ sửa đầu tiên mình sửa đó là phần ôn buổi 2, phần advanced filter hay group chỉ dữ liệu tổng cộng các bạn có 7 câu Rồi thì mình sửa bài của bạn làm trong nhóm nha Câu thứ nhất, dùng chức năng advanced filter lọc cái mẫu tên có điều kiện này Nó thì công việc của mình là mình phải lập được điều kiện kìa Rồi điều kiện của bạn là gì đây E3 là cái gì mặt hàng nè đó mặt hàng nè giờ yeah, mặt hàng các bạn nè rồi bạn nào kỹ á, thì bạn có thể khóa cột ở đây luôn nha bằng x rồi cái trường hợp thứ hai là từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 18 tháng, 28 tháng 2 nó thì các em thấy nè a3 các bạn nè nó là cái ngày nè rồi nó lớn hơn bằng đét 2001 tháng 1 ngày 15 và cái ô A3 nó nhỏ hơn 28 tháng 2 2021 ờ 2001 nói rồi đây điều kiện DK đây nha rồi thì bây giờ nè các bạn quan sát nè nếu đối với trường hợp mà người ta lập điều kiện này thì nó ra true phone gì cũng được nha ra true phone cũng được nha Đó, tại vì nó chỉ xét cái dòng đầu tiên thôi giờ nó chỉ xét cái dòng đầu tiên thôi rồi Bây giờ trường hợp người ta yêu cầu bạn đây là lọc Lọc thì các bạn vô data Các bạn chọn advent Đó Vô data Các bạn chọn advent Các bạn chọn dùm thầy là Fill delete implant Fill delete implant Đó Tại vì người ta yêu cầu bạn đó là lọc Có yêu cầu trích Thì bạn chọn chấm số 2 Copy to Under location Bạn yêu cầu lọc chấm số 1 List range bạn dữ liệu quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Điều kiện quét 2 ô bằng lập ra. Quét hai ô bằng lập ra. Ok. Đó thì đây là kết quả. Lọc tài bảng và muốn bỏ thì bạn vô lia là xong. Câu số 2. Dùng chức năng advanced filter trích lọc lưu ý nha, đây là trích lọc. Cái mẫu tên là tháng 2, số lượng trên 100 và bán vào thứ hai Rồi, ở đây các bạn thấy là có 3 điều kiện. Nên dùng hàm hoàng... o, à, không đồng thời sẽ ra dùng hàm o. Manh tháng 2, manh của cái ô A3, đúng rồi. Cái số lượng bán là E3, đây, lớn hơn 100. Và which day của ô A3, đó, à, F4 được chưa rồi enter rồi bài này yêu cầu là trích lọc nhé rồi bạn làm lọc là bạn sai rồi lìa rồi bạn vô data Advanced. copy to. đó lọc một mình á thì bạn mới chọn cái chấm số một field list. còn nếu bài này người ta yêu cầu trích trích lọc rút trích hay thầy gọi á là có từ trích á từ trích thì bạn phải chọn chấm số 2. Rồi. List range dữ liệu. Quét hết bản dữ liệu kể cả tiêu đề. Điều kiện quét đúng và đủ hai ô lập ra. Vị trí trả về chọn một ô trống đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống. Ok. Nó nhẹ nhàng ha. Đây là câu số 2. câu số 3. Dùng chức năng Advent Filter trích lọc cái mẫu tên số lượng trên 50 hoặc số lượng từ 50 trở xuống thì bán trong tháng 1 và yêu cầu đem qua sheet rút chích. Rồi, thì yêu cầu ở đây yêu cầu đem qua sheet rút chích mà bạn vẫn lại làm cái trường hợp là gì đây? À, lọc, vẫn làm lọc. ha. Okay. Rồi bây giờ kiểm tra điều kiện của bạn coi Điều kiện thứ nhất người ta yêu cầu bạn là trên 50 Tức là cái gì? Cái F3 này, các bạn nè Nó trên 50 Trường hợp thứ hai nếu như mà nó nhỏ hơn 50 Nhỏ hơn bằng 50 Thì nó phải kèm với tháng 1 Đó Hoặc Cái số lượng nhỏ hơn bằng nha bạn Nhỏ hơn bằng Người ta yêu cầu là từ 50 trở xuống Từ 50 trở xuống Nên các bạn phải nhỏ hơn bằng Đó tháng 1 mạnh Bằng 1 nó Đây là câu số 3 Rồi Đối với câu 3 này nè các em Người ta yêu cầu bạn đem qua ship rút chết Thích lòng Data Advent Thích lòng Capital List range Quét hết toàn bộ bạn dữ liệu Điều kiện Quét đúng và đủ hai ô bạn lập ra Vị trí chạm về chọn một ô trống đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống. Ok. Sau khi ra đáp án rồi bạn cắt đáp án đem qua sheet người ta yêu cầu. Tức bạn cứ rút chích tại sheet hiện tại đi. Sau đó xong rồi có đáp án xong rồi bạn mới cắt cái đáp án đem qua sheet người ta yêu cầu. Thấy nha. Bạn cứ rút chích tài sheet hiện tại, xong rồi bạn cắt cái đáp án đem qua sheet người ta yêu cầu. Đó là câu số 3. Câu số 4. Bạn này khoái làm lọc quá ta Dùng Adventure lọc mẫu A à, rồi rồi đúng rồi lọc đúng rồi nha Bạn này yêu cầu là lọc lọc Rồi bây giờ thầy kiểm tra điều kiện coi bạn đúng hay sai nha Rồi điều kiện thứ nhất người ta yêu cầu bạn là tháng 3 Tháng 3 đây Cái manh bằng bằng 3 Rồi cái thứ hai là DVD Mid chuỗi xét là 23 đúng rồi lấy ký tự là lấy ký tự bắt đầu lấy ký tự thứ ba đúng rồi lên trừ cho bên phải là 4 bên trái là 2 bạn ghi trừ 6 giùm thầy đó nếu bạn làm thành thạo rồi còn không thành thạo thì cứ ghi trừ 4 trừ 2 nha đó vẫn đúng nha còn nếu thành thạo rồi thì ghi trừ 6 giùm thầy câu số 4 rồi Câu 4 này người ta yêu cầu em là lọc nha, lọc. Thì các em vô data advanced. Các em chọn chấm số 1. Filter the list the plan. List bạn dữ liệu, quét hết bạn dữ liệu kể cả tiêu đề. Điều kiện quét hai ô bạn lập ra. Ok. ở nó chỉ còn một cái thôi. Rồi câu số 5. Câu số 5 người ta yêu cầu lợi lọc nữa Bạn rất khoái lọc Dùng van Filter trích rút trích những mẫu tinh loại 1 hoặc loại 2 Thì số ngày trên 30 và yêu cầu chỉ trích khách phòng số ngày đơn giá tiền trả vào xích rút chết À có thêm một cái nữa nè Rồi bây giờ các em quan sát coi Cái này điều kiện bạn viết như thế nào nhé người ta yêu bạn nói rằng cái điều kiện thứ nhất là một la mã đúng rồi điều kiện thứ hai là hai la mã nhưng mà hai la mã phải kèm trên 30 rồi đó, thì cái cách hiểu của bạn đúng rồi bây giờ kiểm tra chi tiết coi cái bạn viết ở đây có đúng hay sai led lấy cái từ bên trái led nè rồi đúng rồi đó nhưng mà khi lấy một khi lấy hai khi lấy ba không biết lấy bao nhiêu thì bạn dùng len trừ len trừ cho những cái từ bỏ đi theo nguyên tắc là bên phải bỏ trước nè bên phải bỏ bốn nè bên trái không bỏ rồi bạn làm đúng nha chỗ này đúng rồi n thứ hai cũng tương tự nó lên trừ dấu 4 bằng hai la mã và cái f2 là số ngày số ngày nữa các bạn trên 30 rồi bạn viết công thức đúng rồi nha rồi đây là câu số 5 rồi bây giờ câu số 5 nó còn một cái ý nữa là các em nó còn một ý nữa thì các em vô data là các em advanced nè đó, người ta yêu cầu bài này rút chết nên các em capital List range bản dữ liệu quét hết bản dữ liệu kể cả tiêu đề. Điều kiện quét đúng và đủ hai ô lập ra. Vị trí trả về chọn một ô trống, đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống. Rồi, bài này người ta yêu cầu trích một vài tiêu đề thì tiêu đề nào không xài bỏ. Thứ tự, lấy chuột phải, delete. Phòng, khách nào phòng, số ngày. Vậy ngày đến ngày đây không có Lít chuột phải delete Rồi đơn giá tiền trả năm trường Đó thì các em thấy nè Cái trường hợp này là gì đây Là trích một vài tiêu đề thì các em cứ rút chích dữ liệu bình thường Cứ rút chích dữ liệu bình thường Sau đó với đáp án có được Tiêu đề nào không xài Xóa cái cột đó đi ở bảng kết quả Rồi người ta yêu cầu đem qua xích rút chích Thì rút chích dữ liệu bình thường Sau đó cắt kết quả đem qua xích người ta yêu cầu đó, đây là câu số 5. Câu số 6. Trích ra mặt hàng là thịt bắp cá viên anh thành với số lượng là từ lớn 10. Bạn yêu cầu là rút trích. Ok. Rồi, thịt bắp hoặc là cá viên. Đúng rồi, là o. Nó thịt bắp. Các bạn nói là gì? C5. C5 bằng thịt bắp hoặc C là một cái viên đúng rồi anh thành và số lượng anh thành là b b nè các bạn số lượng là d rồi công thức bạn viết đúng nha rồi sau khi lập điều kiện xong các bạn vô data các bạn chọn advanced các bạn chọn copy to tại vì người ta yêu cầu bạn bài này là rút Lisrael, bạn dữ liệu quét hết, bạn dữ liệu cởi cả tiêu đề, quét hết, bạn dữ liệu cởi cả tiêu đề. Các em quét từ A4 đến D55. Điều kiện quét đúng và đủ hai ô lập ra. Vị trí trả về chọn một ô trống đảm bảo rằng bên tay phải và phía dưới trống. Ở đây thầy để song song với bài của bạn coi đúng hay sai nha Coi hai đáp án nó giống hay không? Nó giống thì kia như đúng rồi, tuyệt vời. Đây là câu số uh, 6 Câu số 6 nha Rồi câu cuối cùng là câu số 7 Câu số 7 người ta yêu cầu bạn chích ra những dòng là tháng 1 có chi nhánh là Cà Mau hoặc là Hồ Chí Minh Vào set giúp chích Rồi thì điều kiện ở đây coi bạn viết như thế nào nhé rồi điều kiện thứ nhất nó là tháng là gì tháng 1. À rồi. Ok. Cảm ơn bạn nha. Trường hợp này bạn đã không bị sập hố. Ở đây các bạn thấy tháng 1 nè. Nhiều bạn á. Nhiều bạn á thấy gặp đây là tháng nè. Đó, người ta ghi tháng 1 các bạn dùng gì đây? Dùng hầm manh. Đó, hầm manh các bạn bằng cái ô này. Enter. Đó, là sai nha các em. Là sai. Lý do cái này gọi là ngày tháng. Thì mình mới dùng hầm manh được. Mở này là số mà, các em nhấp vô số nè. Các em nhấp vô các em thấy là số nè. Còn thí dụ như trường hợp nè, 2023 tháng 1 ngày 23. Sau đó thầy format cell nó lại. Nó thầy cho hiển thị nó là tháng thôi. Tháng lại mờ. Ok. Nó thì khi đó ở đây các bạn thấy nó y chang luôn, canh giữa luôn các bạn thấy y chang luôn. Nó, mà thì đó bạn gì cho cái ô đó bằng con số thì bạn sai à Nó sai Tại sao Tại vì đây là ngày tháng mà Bạn phải nhấp chuột vô cái ô đó để bạn kiểm tra dữ liệu nó là gì Nếu là ngày tháng dùng hàm ngày tháng là thời gian dùng thời gian Chuỗi dùng chuỗi Số dùng hàm số Chứ không phải muốn dùng sao dùng Nó nên ở đây bạn không bị sập hổ ha Đây C4 bằng 1 đúng rồi ma hoặc là Hồ Chí Minh A4 ha nó chi nhánh là cà mau hoặc hồ chí minh công thức bằng viết tốt nha công thức bằng viết tốt rồi bây giờ thầy rút chích thêm một lần nữa cho các em nhé bạn yêu cầu là gì chích những dòng tháng 1 chỉ chích cái này thôi đó, vào sheet rút chích và chỉ chích đó thôi data nè advent nè capital restrain bạn dữ liệu quét hết bạn dữ liệu kể cả tiêu đề rồi điều kiện quét hai ô lập ra Vị trí trả về chọn một ô trống đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống. Rồi yêu cầu chỉ trích là chi nhánh, mặt hàng và thành tiền không trích tháng. Thì bạn xóa cục tháng đi. Và người ta yêu cầu đem qua sheet rút chích thì bạn cắt Ctrl X đem qua sheet người ta yêu cầu. Ctrl V. Đó, đó là làm của bài toán rút chích dữ liệu. Rồi. Đó, bạn nào có sai hay gì đó thì bạn sửa dùm thầy. Đây là cái điều kiện của 7 câu. Đó, các bạn sửa vô thầy. Sửa xong thì các bạn giơ tay. Rồi tiếp theo thầy sửa cho các em đó là ôn mũi 2 phần dò tìm từ câu 3 đến câu 6. Rồi, bây giờ mình làm từng câu và kiểm tra bài làm của bạn trong nhóm mình. Rồi, bây giờ đầu tiên là câu 3. Câu 3. Rồi. Kiểm tra trước nha. Rồi thầy làm lại cho các em coi, vùng kết quả, dòng, cột, rồi ok bài làm bạn ổn nha Rồi vùng đầu tiên là index Dò tìm thì ở đây mình tin B mình chủ yếu là index Index là dò tìm kết quả Còn hàm là dò tìm vị trí Rồi ở đây đầu tiên các bạn là vùng kết quả nè Index đầu tiên là vùng kết quả từ B13 đến D15 Rồi dòng thì các bạn nhớ nằm bên tay trái Dòng nằm bên tay trái Rồi ở đây có ba dòng nên dùng hàm Ở đây số lượng chọn ô số lượng B3 rồi đến số thứ hai của hàm mát đó là vùng chứa các bạn quét từ A13 đến A15. Rồi số không liên tục. Ngày tháng không liên tục dùng 1 hoặc là trừ 1. Nếu tăng dần thì dùng 1 và giảm dần thì dùng trừ 1. Ở đây các em là tăng dần nên dùng số 1. Đóng mát lại. Cột các bạn có một cột, hai cột và ba cột. Dùng mát tiếp. Rồi ở đây các bạn lấy chữ X, chữ Y và ZA. Nên các bạn dùng hàm đó là hàm LED. Đó, LED nhưng mà LED này không biết là một hay là hai nên dùng len trừ. Len trừ cho những ký tự bỏ đi theo nguyên tắc là trừ bên phải trước, bên phải các bạn bỏ hai, bên trái các bạn không bỏ thì đó là trị do để lấy được chữ X, chữ Y và sách A. Trị do xong quét vùng chữa các bạn quét từ B12 đến D12. Cách dò không lý do đây là chữ đóng hàm mát và đóng hàm index. Inter. Đó, nó cực kỳ đơn giản như các bạn. Nhớ giùm thầy, vùng kết quả vị trí dọc vị trí cột rồi đây là cái gì ta ôn hai dò tìm đó câu 1 đó chưa? các em thấy rõ ràng nè đầu tiên là vùng kết quả nè rồi đối số thứ hai là vị trí dòng và đối số thứ ba nó là vị trí cột không có nhầm nha không nhầm câu 2 nó em mà nhầm một cái là em đi đó Ủa lộn câu này câu 3 chứ xin lỗi các em đây là câu 3 nha tùy câu 1 câu 2 bữa trước mình sửa rồi câu 4 câu 4 thiết lập công thức tính đơn giá dựa vào ngày bán và mã sản phẩm ở cái bảng như sau rồi và người ta nói giảm thêm 5 phần trăm bán vào thứ bảy rồi bài làm bạn nhìn sơ ổn. Nhưng mà quá dài. À, thầy xin lỗi công sức của bạn nhé Thầy xóa đây. Với nha, thầy xin lỗi công sức của bạn rồi nha. Thì nói thầy ơi, sao bài làm của em? Bài làm em uh, ổn, nhưng mà nó um, nó quá dài. Nó ổn nhưng mà quá dài nha. Nên thầy sẽ làm ngắn hơn. Nhớ giùm thầy index dù đơn giản hay phức tạp, hãy làm index đơn giản trước dùm thầy. Còn phía sau từ từ mình gõ Vùng kết quả Đó, Từ B12 đến D14 Dòng các bạn bên tay trái Mát ngày tháng A3 Trị dò xong quét vùng chữa Các bạn quét từ A12 đến A14 Cách dò một lý do ngày tháng tăng dần Ngày tháng tăng dần Rồi Vị trí cột các bạn có 3 cột mã tiếp ở đây các bạn nó là A gạch 100 B5 Nó là những ký tự bên tay phải Các bạn dùng hầm right để lấy ra Right có khi lấy 3, có, ở, 4, 3 và 5 3, 4, 5 Không biết lấy bao nhiêu thì các bạn dùng len trừ Hàm len trừ cho những ký tự bỏ đi Theo nguyên tắc bên phải bỏ trước Ở đây bên phải không bỏ Bạn chỉ bỏ bên trái hai ký tự Nó là chữ SB đó các em Trị dò xong quét vùng chữa Các bạn quét từ B11 đến D11 B11 đến D11 F4 Cách giờ không lý do là chữ. Các bạn nhấn Enter đi. Bạn nhấn Enter dùm thầy đi. Rồi sau đó còn cái gì nữa mình mới gắn vô thêm. ví dụ phía sau nó có nhận cái ép thì bạn nhận ép sao? Bạn đừng có gấp mà bạn đưa vô cùng một lúc. Đó, chừng nào bạn thành thạo vững hết rồi, các bạn đưa cùng một lúc thầy không nói. Nhưng bây giờ các bạn chưa vững á, thì các bạn nhớ cứ gỡ từ từ giùm thầy, vô thi cũng vậy. Không cần gấp, tại vì, trung bình một câu các bạn có 8 đến 10 phút phần thực hành trắc nghiệm không nói nha trắc nghiệm có 20 giây thôi 20 25 giây thôi nhưng mà thực hành các bạn có trung bình các bạn có 8 đến 10 phút cho một câu nên cực kỳ dư thời gian rồi nếu nó là giảm thêm 5 phần trăm nếu bạn vào thứ bảy thứ bảy các bạn dùng đó là with day, day. hàm with có hai đối số đối số thứ nhất là ô ngày tháng kiểm tra đối số thứ hai đầu tuần là thứ mấy mặc định đầu tuần là chủ nhật số 1 kết quả ra bao nhiêu là thứ bảy nhiêu thí dụ như ra số 1 đó là thứ một thứ chủ nhật đó, ra số 1 là chủ nhật, ra thứ số 5, đó là thứ 5, ra số 7 đó là thứ 7. Người ta yêu cầu bạn bằng 7 thì bạn cho nó bằng 7. Nếu dạ thì đúng thì đơn giá giảm 5%, tức là bạn tổng thanh toán bạn là 95%. Và nếu nó sai thì trả về 100%. Như lưu ý, đang tính cột đơn giá cột thành tiền nhân số lớn và một đang tính cái cột bạn đang tính nha cột bạn đang tính là cột giảm giá cột chiết khấu nhân số nhỏ và không thì lưu ý giùm thầy chỗ đó nha rồi cái đó thì nữa các bạn gặp cũng khá nhiều Các bạn lưu ý giùm thầy Đây vùng kết quả nè Vị trí dòng nè Vị trí cột nè Đó Làm xong rồi các bạn mới nhân cho cái ít phía sau nè Nói các bạn đừng có gấp Đó là cách làm một bài Gỡ từ từ Câu 6 năm Câu 5 người ta nói gì đây Lưu ý câu 5 thao tác với hai xít khác nhau Các em quan sát nhìn cho kỹ giùm thầy Nhắc lại câu 5 đang thao tác với hai xít khác nhau Các em phải quan sát kỹ giùm thầy Đây cái bảng dò các bạn nằm ở đây Và bên đây rồi trong câu năm này các bạn có hai ý ý thứ nhất các bạn đó là tên sản phẩm và ý thứ hai là đơn giá thầy xin phép kiểm tra bài làm bằng trước rồi sau đó thầy sửa lại cho các em quan sát vùng kết quả vị trí dòng vị trí cột Nhìn sơ ổn Rồi cái này là gì đây Vùng kết quả dòng Dòng các bạn là Đây đúng rồi Nhìn sơ nha thầy nhìn sơ trước nha Cột Rồi thầy về mặt kết quả thầy nhìn sơ Thì nó tương đối đúng rồi Nhưng mà thấy cái con số thì nó không có Giống giống lắm Rồi nên thầy sẽ làm lại cho em coi Đó. Tức là nhìn về cách làm của bạn Thì không sai À, nhưng mà nhiều khi uh, chọn ô lộn cái gì đó được chưa rồi bây giờ thầy sửa chi tiết index vùng kết quả di chuyển qua bảng dò vừa di chuyển xóa tên sheet đến dấu ngoặc hoặc phần cân đối số đó quét quét từ b 6 đến e 6 f 4 dòng các bạn có một dòng đánh số 1 cột các bạn có bốn cột di chuyển qua sheet dữ liệu vừa di chuyển xóa tên sheet đến dấu ngoặc hoặc phần cân đối số rồi, mát dò. Ở đây các bạn chọn mã sản phẩm B3. Trị dò xong, di chuyển qua sheet bản dò. Vừa di chuyển sổ tên sheet đến dấu ngoặc hoặc phần cách đôi số. Quét vùng chữa. Các bạn quét từ B5 đến E5. F4, cách dò 0. Enter. Đó, thì trước mắt hai này như nhau. Đó. Câu 5, ý thứ nhất. Rồi, cái này chắc không đủ quá. Rồi bây giờ ý thứ hai bằng index, di chuyển qua sheet bảng dò, vừa di chuyển xóa tên sheet đến dấu ngoặc hợp phần cân đối số, quét từ B7 đến E10, từ B7 đến E10, F4 liền, chấm phải, di chuyển qua sheet dữ liệu, dòng các bạn là ngày tháng, vừa di chuyển xóa tên sheet đến dấu ngoặc hợp phần cân đối số, mạch, ngày tháng chấm phải di chuyển qua xích bản dò vừa di chuyển xóa tên xít đến dấu ngoặc hợp phần cơ đối số vùng chữa, từ A7 đến A10 F4 ngày tháng tăng dần cách giờ là một mát cột các bạn có hai lựa chọn một vừa dùng cái sữa Vinamilk hai dùng cái mã di chuyển qua xích dữ liệu vừa di chuyển xóa tên xít đến dấu ngoặc hợp phần cơ đối số chọn mã sản phẩm chấm phải di chuyển qua xích bản dò vừa di chuyển xóa tên sheet đến dấu ngoặc hoặc phần có đôi số rồi quét vùng chữa các bạn quét từ B5 đến E5 F4 đó. cách dò không đóng hàm mát đóng index enter đó đó lý do tại sao ở đây thầy nói bài các bạn thầy thấy nghi nghi đó rồi bây giờ muốn biết thì bạn phải ngồi đó bằng kiểm lên từng cái rồi thầy kiểm các bạn sai chỗ nào nha từ B6 đến E10 từ B6 đến E10. B6 ở đây từ B7 nè, đó là lý do tại sao bạn sai nha. Cái vùng kết quả các bạn là từ B7 nha. Đó đến E10. Đó bài làm của bạn sai ở chỗ là bạn quét vùng sai. Quét vùng kết quả sai. Đó thì các em lưu ý giùm thầy, bút xa là gà chết. Rồi. Đây câu 5 ha. Rồi bây giờ thầy coi câu 6 nó như thế nào nha. Nó ngắn hay dài? Câu 6. Câu 6 thì cũng tương tự nhưng mà nhăn thêm một cái ít nữa, nhăn một cái ít nữa. Rồi để thầy coi coi nó đủ rồi, thì ráng nhét thêm câu 6 nữa nha. Câu 5. Tại câu 5 có hai ý. Câu 6. Rồi thầy ráng thêm câu 6 nữa để cho các em coi quan sát nha. Rồi, câu 6. Câu 6 này thì cái phần đơn giản này là để coi coi bạn làm như thế nào nha. Rồi cái nguyên tắc bạn làm cũng y chang như nãy thôi nguyên tắc là trang này đoàn làm y chang nãy thôi rồi thì này cũng giống như nãy giờ mình làm đó index nè vùng kết quả các bạn quét từ B16 đến E19 dòng mát ngày tháng ngày tháng chọn không được thì bạn đánh vô D3 cột D dòng 3 vùng chứa từ A16 đến A19 cách dò một lý do ngày tháng tăng dần cột mát ở đây lấy cái tựa ở giữa thì các bạn dùng mid cái từ bắt đầu lấy cái từ thứ ba và lên trừ cho này nãy giờ mình làm rồi nó lên lên trừ cho 6 trị dò sao web vùng chứa lưu ý cái nào đơn giản làm nãy giờ rồi nên thầy làm nhanh chút nhé nó cách dò không enter đó các bạn thấy nè tại vì cái mid này nãy giờ làm mấy lần rồi nên thầy làm nhanh rồi sau đó nhân cho cái phía sau if người ta yêu cầu là cd và số lượng từ 300 trở lên n cd tới tục là hàm mít chủ xét ký tự bắt đầu lấy ký tự thứ ba lên trừ cho 6 bằng cd và cái số lượng các bạn từ 300 trở lên nếu đúng thì được giảm 10 phần trăm thứ bạn trả thành tên giá này là 90 phần trăm ngược lại là 100 phần trăm đó tức là cách làm của bạn không sai nhưng mà chỉ có điều là nó hơi dài thôi rồi đây là câu số 6 ha rồi câu 3 đơn giản nên thầy che câu 3 lại nha các em. Che câu 3 lại để nhường cho đủ câu 4, câu 5 và câu 6 nha. Đó. Thầy xin phép che câu 3 lại nha, thầy không đủ chỗ. Đó, chỉ đủ câu 4, câu 5 và câu 6 thôi. Rồi, các em sửa giùm thầy, câu 4, câu 5 và câu 6, câu 3 thì nãy giờ chắc làm được rồi. Rồi, các em sửa vô giùm thầy, làm xong thì các em giơ tay. Rồi, bây giờ tiếp tục hướng dẫn cho các em đó là phần ôn 2, phần công thức mạng nha. Mình sửa câu 3, câu 4, câu 5. Rồi, câu số 3 tính tổng thành tiền và số lần bán theo cái bảng này. Đó. Rồi, tổng thành tiền là sum vùng tính tổng. Các bạn quét từ G3 đến G7. Nhân điều kiện là A100 mã sản phẩm. Các bạn quét từ D3 đến D7 F4. Bằng. Cái ô B11 các bạn khóa dòng để công thức đi qua tay phải. Ctrl Shift nhấn Enter và kéo qua. Nó nhẹ nhàng lắm nha các em. Nhớ là Ctrl Shift Enter. Nhấn Enter là sai đáng chịu à. Rồi, còn nếu như là điểm Điểm thì thay gì nữa là xâm phùng tính tổng nhân thì đây là một nhân. Điều kiện đây các bạn nó là gì? Cái mã sản phẩm nè, các bạn quét từ D3 nè đến D7 nè, F4 bằng cái ô B 11 các bạn F 4 chừng nào cái đô la là chiếc số thì người ta gọi là khóa dòng và khóa dòng thì công thức đi qua tay phải cần Shift Enter nha công thức mạng là nhấn tổ kết thúc bằng cỡ, tổ hợp phím cần Shift và nhấn Enter nha công thức mạng kết thúc bằng tổ hợp phím cần Shift và nhấn Enter nha các em nhớ nha công thức mạng là cần Shift Enter chứ không có nhấn Enter nữa rồi câu số 4 câu số 4 này các bạn thấy nè, mình có hai ý. Ý thứ nhất là bạn tính tổng số lượng. Đó, mình tính tổng số lượng theo một điều kiện. Và thứ hai là hai điều kiện. Nên bây giờ mình làm trước cái một điều kiện nè. Bằng sum nè. Tính tổng số lượng quét cột số lượng các bạn quét từ uh, D2. Các bạn quét đến D20. Rồi nhân Điều kiện các bạn đó là cái mã sản phẩm thì quét cái cột mã sản phẩm từ B2 đến B20. F4 bằng bằng cái gì bằng cái mã sản phẩm nào a 25 các bạn muốn nó chạy xuống thì mình phải khóa cột và khóa cột thì đô la các bạn đặt chữ cần shift enter nha yeah. khóa số khóa dòng thì cái đô la đặt chữ số và khóa cột thì đô la đặt chữ chữ đó rồi còn bây giờ là cái gì đây hai điều kiện thì các bạn chú ý nha viết hai điều kiện thì cái này không những là bạn phải viết được công thức mãn và bạn phải nhớ được công thức tính quý bằng sum vùng tính tổng từ D2 đến D20. Hai điều kiện trở lên chỗ này hai ngoặc. Cái nào dễ làm trước mã sản phẩm dễ hay làm mã sản phẩm trước. Từ B2 đến B20 bằng cái mã sản phẩm A25. Khoái cột công thức các bạn chạy xuống các em lưu ý nha vô thi mà lỡ viết công thức quý không được á, thì viết cái ý này thôi đó tức là bạn viết gì đây viết một điều kiện thôi đó tùy bây giờ bạn không thuộc để bạn viết hai điều kiện thì bây giờ viết được nhiêu thì viết nhiêu biết được nhiêu thì viết nhiêu đó rồi có điểm hay không thì tùy thuộc vào bao điểm đó chứ bây giờ bạn có hai trường hợp một là bỏ hai là biết gì làm đó thì cứ biết gì làm đó đi quý nt hay ngoặc mặt ngày bán từ C2 đến C20 đóng hoặc trừ 1 đóng hoặc chia 3 đóng hoặc cộng 1 bằng ô công thức quý C24 khóa dòng công thức đi qua tay phải Ctrl Shift Enter cái này gọi lỗi định dạng các bạn chuyển qua General. nó kéo qua tay phải và kéo xuống nó cho dù nó bao nhiêu ô thì không quan tâm nhưng mà chỉ viết một ô sao bạn kéo thôi đó, đó là ưu thế của công thức bảng nó bạn chỉ viết một công thức thôi Rồi sao bạn kéo bạn chú ý là khóa dòng khóa cột nha bạn chú ý khóa dòng khóa cột này dùm thầy nha. mấy cái này nè đó các bạn dễ sai lắm á công thức chạy xuống thì bạn khóa cột và công thức chạy ngang thì bạn khóa dòng câu cuối cùng câu số 5 câu số 5 thì bạn nhớ dùm thầy một ý nè đó bạn trước khi làm năm thì bạn nhớ dùm thầy là thiếu thì thêm cho đủ còn dư thầy cắt cho vừa rồi tại sao thầy ghi câu đó thì các em quan sát câu số nào. Đây, các em thấy nè ở đây các bạn là bm nhưng mà trên đây các bạn là gì nó các bạn là mã phòng các bạn gì cái chuỗi gì phía trước rồi bm rồi kia nằm ở giữa tức là nó gì nó dư đi đó sum sum tính tổng doanh thu thành tiền quét từ F4 đến F11 hai điều kiện trở là hai ngoặc nó bây giờ thiếu thì bạn thêm còn dư thì bạn cắt nó Mid cắt đi công thức thường thì bạn chọn một ô Mãng thì quét cột rồi ký tự bắt đầu lấy là ký tự thứ ba và lấy hai ký tự bằng cái B17 khóa cột công thức đi xuống nó tức là ở đây các bạn cần chữ B em thôi trên đây dư nè thì bạn cắt làm sao để lấy được chữ B em. rồi còn bên đây đó bạn dùng hầm manh lấy ra được số 10, số 12. Người ta có chữ tháng nữa, bạn thêm chữ tháng vô. Người ta khoảng trắng, bạn khoảng trắng. Tức là thiếu thì bạn thêm. Dư là bạn cắt, có nghĩa là như vậy. Được chưa? Tức là chỗ nào thiếu thì bạn thêm cái chữ gì đó cho giống cái mẫu người ta đưa ra. Làm sao phải giống 100%. Chứ không có dù 99 nha. 100%. Rồi. Tháng thì các bạn dùng hầm manh. Đó. Quét từ A4 đến A11. Đóng lại. Bằng. Cái ô. C16 khóa dọc công thức đi qua tay phải Ctrl Shift Enter kéo qua và kéo xuống nó nhẹ nhàng như thế chứ không phải ngồi đó bạn đánh từng ô từng ô từng ô nha mục đích công thức mạng là giúp các bạn tiết kiệm thời gian đó. và nhớ kết thúc công thức mạng bằng tổ hợp phím Ctrl Shift Enter rồi mời các em sửa câu 3 câu 4 và câu 5 trong phần ôn 2 công thức mạng rồi thì bây giờ thầy hướng dẫn cho các bạn đó là lệnh data table ở trong phần ôn buổi 2 nha ôn buổi 2 lệnh data table thì cái mục đích của data table là giúp các bạn làm nhanh hơn nó tự tự công thức mảng vậy thôi rồi thì đây có hai cách cách thứ một uh, cách thứ nhất là bạn lập ô đại diện cho dòng ô đại diện cho gột ra giống như vậy nè nó ví dụ quý bằng cái ô đầu tiên như nè rồi cái dưới này bằng cái ô đầu tiên như này rồi cái ô này là ô công thức mảng giao giữa hai điều kiện này rồi đó, bây giờ kiểm tra công thức mảng bạn viết nhé Đây, xâm vùng tính tổng. Đây, doanh thu thành tiền đúng rồi. Điều kiện 1. Điều kiện 1 bạn viết gì đây? Tên nhà. Bằng vô này lưu ý nè, bạn ở đây sai nha. Bằng A16. Ở đây các bạn lưu ý nè, khi viết ô đại diện thì bạn phải chọn ô đại diện nữa bạn. Bạn đã lập đại diện ra rồi thì bạn phải chọn ô đại diện chứ không có chuyện bạn quay lại chồng ở đây Nên nha nó còn đây bạn chạy công thức mảng thì đúng nó còn này viết công thức ở ngoài mà viết vậy thì không đúng nha đó còn đây lệnh data thầy hướng dẫn data table luôn đó thì bạn viết cái bạn viết cái ô công thức mẫu nè công thức mẫu nè nó thì các bạn thấy nè là bằng cái ô đại diện nãy mình lập ra và ở này các bạn một là bạn khóa ô hai là không khóa chứ không có chuyện mà cố định dòng hoặc cố định cột rồi ở đây các bạn nó là gì đây? INT ENT. ENT. Hai ngoặc trừ 1 chia 3 đóng ngoặc cộng 1. Đó, tại vì nãy các bạn có thêm một cái ngoặc ngay đây nè. Nên đây cộng 1 bằng thêm ngoặc nữa. Đó, thì một số bạn á coi không kỹ á thì bạn sẽ viết ở đây hai chỗ cái cộng 1 này có thêm ngoặc nữa là bạn sai nha. Đó, tại vì nãy của bạn nè, bạn đây thêm ngoặc nè và đây thêm ngoặc nữa. Thì nó mới đúng. Được chưa? Còn công thức của mình là vậy thôi. Yeah. Rồi, hai điều kiện trở lên chỗ này hai ngoặc mới đúng. Cho yeah. nên bạn sai một cái lỗi nhỏ thôi. Rồi, sau đó bạn nhấn Ctrl Shift Enter. Thì kết quả này có thể ra đáp án hoặc ra không, tại nó chỉ giao hai điều kiện này thôi. Nó ôm 2 lệnh data table. Câu 1. Đó. Rồi sau khi bạn viết lệnh xong á bạn viết công thức mẫu xong á rồi bây giờ tới cái bảng nè cái bảng thống kê data nè nó cái ô này nè các bạn cái ô này nè bạn ô này là một ô duy nhất nha nó phải giao giữa dòng và cột nha giao với dòng và cột rồi bạn đánh dấu bằng nè bằng với cái ô bạn vừa tính ra nãy bằng với ô bạn mới vừa tính ra nãy enter rồi sau đó bạn quét chọn nè bạn quét hết bảng nè nó rồi, Data, What is Data Table, Data, What is Data Table, dòng các bạn nằm bên trên, dòng nằm bên trên, chọn quý 2, chọn ô đại diện này đó, bạn phải chọn cái ô hồi nãy bạn đại diện nha, cột nằm tay trái, dòng nằm bên trên, cột nằm tay trái, các em nhớ nha, trong lệnh Data Table, dòng nằm bên trên, cột nằm tay trái, Ok vậy là xong nó còn bây giờ trường hợp á trường hợp thứ hai là thầy không có lập cột phụ ra bản phụ ra mà thầy viết công thức mẫu trực tiếp ở đây luôn nó thầy viết công thức mẫu trực tiếp ở đây luôn bằng sum rồi tổng quét từ f 3 đến f 10 nhân ô rồi bây giờ bạn làm nào trước mưa hồng trước cũng được tên nhà từ c 3 đến c 10 bằng bằng cái ô đại diện cái ô này nằm ngoài nằm ngoài cái bảng của bạn nó dòng dòng là a 20 chẳng hạn rồi chút sai thì sửa sao rồi tiếp theo INT. có chữ quý a à, bài này lưu ý nè rồi rồi Cái này nãy sao mới ra đúng thôi Đó. À. À, lý do tại bằng số 2 nè À rồi thầy sai nha thầy sai nè Cái này các bạn phải gì Bằng với cô đại diện nè Và ở đây các bạn phải có chữ quý nữa à, thầy nãy thầy làm hay không cẩn thận nha Đó Tức là người ta chữ quý hai thì bạn phải ghép chữ quý vô Bằng ngô F15 Đó chỗ này chỉnh là cho thầy chút xíu Tại vì người ta có chữ quý Bạn phải có chữ quý Người ta có chữ quý, bạn phải chữ quý Chú ý em thầy chỗ này nha Rồi Ctrl Shift Enter Rồi Câu đại diện nè, cái này bằng nè Câu đại diện này nè, Enter Quét chọn nè Data nè, What is Data Table Dòng các bạn nằm bên trên nè Cột các bạn nằm tay trái nè Ok Đó, Chú ý nha. Rồi cái này cái chỗ này thầy viết công thức trực tiếp luôn, sum nè. Rồi thành tiền nè. F4 nhang hai ngoặc. Rồi tên nhà làm trước là C nè, các bạn quét từ C3 đến C C10 bằng cái ô đại diện ở đây nó là A nhưng mà không biết A bao nhiêu thì đi lại A20. Chút xíu thầy sửa sao. Rồi người ta có chữ quý, bạn thêm chữ quý. Ghép nối INT hai ngoặc mình nó chọn ngày tháng từ A3 đến A10 F4 Trừ 1 đóng ngoặc Chia 3 đóng ngoặc cộng 1 Bằng cái ô đại diện cho cột nè Rồi Ctrl Shift Enter Kết quả chắc chắn sẽ ra 0 Lưu ý nè Cái ô này sẽ là ô đại diện cho dòng nha Ô này ô đại diện cho dòng Rồi ô dưới này đại diện cho cột nha Trong lệnh Data Table Dòng nằm bên trên cột nằm tay trái thì các em thấy A20 đúng rồi nè. Rồi, nó Đây. Không phải nào vùng tính tổng nè. Rồi điều kiện 1 nè. Ở đây các bạn một là không khóa, hai là phải khóa ô chứ không có chuyện là uh, khóa dòng hoặc khóa cột nha. Rồi. Đây. Rồi hoặc các bạn viết công thức trực tiếp nha, các bạn viết công thức trực tiếp luôn hai cách làm data bạn muốn làm cách nào làm rồi sau đó đối với công thức trực tiếp này thì bạn quét chọn nè nó các bạn quét từ gì đây từ A15 đến C19 data what is data table dòng nằm bên trên nhớ nha rau input cell ô điện cho dòng dòng nằm bên trên cột nằm tay trái trong data table dòng nằm bên trên cột nằm tay trái ok Chạy kết quả rồi bạn thao tác dùm thầy lại 5 lần trên máy tính cá nhân bạn thao tác lại dùm thầy 5 lần trên máy tính cá nhân rồi bây giờ thầy tướng tiếp tục hướng dẫn cho các em nha. Thầy hướng dẫn khoảng hai câu. Đó, mỗi lần 1 câu hai câu. Yeah. Rồi, các em qua sáng nè. Câu số 2 trong ôn buổi 2 phần lệnh data table. Rồi, thế đây á, bạn làm công thức mạng. Các bạn làm công thức mạng trước. OK. Rồi, thì bây giờ đây các bạn thống kê nè. Thay vì dùng mảng thì bây giờ thầy viết trực tiếp bằng lệnh. Rồi viết ngay chỗ này luôn bằng sum. Bạn yêu cầu đếm nên một nhân. Rồi, đếm cái gì trước? TV, bạn làm nào trước cũng được. TV trước, đây. Mid. Quét từ E3 đến E8. Ký tự bắt đầu lấy là ký tự thứ 1, 2, 3, 4. Lấy hai ký tự. Trị dò xong. Ở, uh, lấy cái trị dò sau đó bạn so sánh. Với ô này luôn. E4. Nhân. Rồi cái cột của bạn nó là gì đây Ồ, cái ờ à, đúng rồi cái cột của bạn mà nó là hay gì ta để thầy xóa đi quên rồi đó là tháng ha tháng và nếu tháng thì các bạn dùng đó là hầm mạch đó cho ngày tháng nè từ a 3 đến a 8 bằng ô đại diện nó là a à, giả sử thầy cho nó là a 16 a 17 đi đó đỡ nó không đúng thì chúng mình kiểm tra lại nha Ctrl shift enter rồi ô này nó là A16 cho phải A17 nha. Ô đại diện cho dòng cho cột nữa các bạn. Ô dòng các bạn nó là E12. Cột các bạn nó là A16. Rồi kiểm tra lại nha. A12, E12 đúng rồi, A16. Đây. Này 17 thì mình chỉnh xuống 16. F4. Vậy thôi. Chủ yếu là các bạn viết được công thức mạng hay không? Câu số 2. Bạn không viết được công thức mạng thì bỏ tay à. Câu số 2. Ok. control shift enter Quét tròn. Data. What is data table? Dòng nằm bên trên. Cột nằm tay trái. Dòng nằm bên trên. Cột nằm tay trái. Rồi. Nó bao lỗi. Vậy bây giờ mình phải kiểm tra. Đó. What is data table? Dòng. cột ok rồi về kiểm tra lần lần nữa lấy ký tự bắt đầu lấy là ký tự thứ tư chứ là thứ tư nha chứ không phải thứ ba rồi Ctrl Shift Enter nó chạy cho bạn nha rồi cái chỗ này là ký tự bắt đầu lấy ký tự thứ tư nha các bạn hồi nãy thầy nhầm nha đây ký tự bắt đầu lấy ký tự thứ tư rồi câu số 3 câu số 3 Ok. Câu 3 này nó vui lắm nè các em. Các em lưu ý nha, câu 3 này vui nè. Tại sao thầy nó vui? Tại vì 5 nè là 13. Đó, một số bạn á cái chỗ này nè. Các bạn bay vô bạn lấy right hay cái bên phải là bạn ao. Đó, right cái từ bên phải là bằng ao. Đó, rồi bạn này tự cho là 2013 luôn. Hay luôn. Đó. Bằng sum nè. Rồi. Số lượng thì bạn quét từ C3 đến C8 Nhân Nào dễ làm trước Ví dụ như TV dễ thì làm TV trước Các bạn quét gì đây từ B3 đến B8 Bằng Ô đại diện ở đây nó là E12 Nhân Đó, 5 thì các bạn dùng hàm dìa 5 thì các bạn dùng hàm dìa Rồi nhưng mà hàm dìa này ra là 2013 Mình cần là số 13 Đó bạn mới tiếp tục dùng hàm right hai ký tự. Ride xong rồi thì ra chuỗi số 13 bạn về liều. Thì giác này mới thành số 13. Đó, rồi ở đây thầy cho nó là a a a a, a, a a17. Có đúng sai như thế nào nha. Nó a17. Đây. Này là 16 thôi. Đó nên thầy sửa lại đây là 16. Rồi, còn ô bên đây nó đúng hen. Ô này đúng rồi. Rồi. Control Shift Enter Quét chọn Data What is Data Table Dòng nằm bên trên Cột nằm tay trái Nghe cho bạn nha Và nhớ khi đã chạy công thức bản rồi Thì không có chuyện bạn nhấp vô đây mở lên gì nè Không có nha Đó, bà, mà lỡ Bà lỡ nha Bà lỡ Mà bạn có nhấp vô như vậy rồi Thì bạn nhấn nhấn Phím ESC Chỉ có phím ESC mới thoát thôi rồi. rồi đó là câu 3 và câu 2 các em sửa vô khoảng 4 lần cho máy tính cá nha Rồi câu tiếp theo là câu số 4. Rồi Trong đền data table. Rồi cái này thì thầy sẽ viết công thức trực tiếp luôn nha. Thầy viết bây giờ thầy khoái viết công thức trực tiếp thôi. Đó, còn ai không khoái thì uh, viết bằng cách kia. Rồi. Bằng sớm tổng doanh thu quét trị giả từ F2 các bạn quét đến F20 nhân hai điều kiện hàng ngoặc rồi bây giờ này ai rồi cái ha cái mã thì mình quét cái mã nè các bạn quét từ a 2 đến a 20 bằng kêu đại diện cho cột Đó, dòng bên trên cột bên dưới nói chung là cái nào ở đây các bạn làm dòng trước hay cột trước cũng đều được hết nhưng mà nhớ trong data table dòng nằm bên trên cột nằm tay trái rồi f 4 rồi Người ta có chữ tháng thì mình thêm chữ tháng vô, người ta có khoảng trắng thì bạn khoảng trắng vô. Đó, sau đó bạn dùng hầm man Rồi, chọn từ B2 đến B20. Bằng ô đại diện cho cột B43. Ctrl Shift Enter. Rồi quét chạy. Data what is data table dòng bên trên cột tay trái. Ok cực kỳ đơn giản nha mấy em đây là câu 4 ha rồi câu 5 câu 5 thì cũng y, y chang vậy luôn tháng thứ và bằng dùng thứ không cũng được cái nào cũng được hết nha đó bằng sum chủ yếu là viết công thức thôi sum tổng hợp số lượng quét cục số lượng f4 Nhân hai điều kiện hai ngoặc cái nào dễ làm trước thí dụ thầy làm cái mít trước nó mít ký tự bắt đầu lấy ký tự thứ ba lên trừ cho 6 ha nó trừ 6 cái này làm nhiều rồi bằng cái ô đại diện cho cột f bốn nhân ở này tháng thứ bạn có thể dùng chữ tháng nè à, đó bạn có thể dùng thứ nè, hoặc là ở đây bạn dùng thứ luôn cũng được. Đó thứ thì bạn dùng weekday còn tháng thì bạn dùng month. Weekday rồi yeah. Cái này do đời thầy ghi hay nha, không được tốt quá thầy ghi nhầm á. Còn nữa vô thi thì không có nhầm đâu các bạn. Đó H17. giờ yeah, đây H17. Rồi. F4. quét chọn data what is data table dòng bên trên cột tay trái ok Nghe nha. câu năm rồi câu 6 câu 6 thì cũng y chang vậy đó nhưng mà câu 6 các em chú ý nha chỗ này bị gặp ô nè cột b dòng 19 20 có nghĩa là đang gặp dòng 19 và dòng 20 bỏ gặp ô trong tất cả các dạng thống kê thì không được gộp bao gồm cả data table ừ, bằng sum rồi tổng số ngày F3 đến F14 nhân hai ngoặc tháng mà muốn làm tháng thì dùng mánh rồi tháng của ngày đến ngày đến đây từ D3 đến D14 bằng cột F20 rồi, điều kiện thứ hai các bạn loại phòng Let Let từ C3 đến C20 uh, C3 đến C14 Len Của C3 đến C14 Trừ 4 Bằng Cái ô đại diện ở đây là B24 Ctrl Shift Enter Quét chọn Data What is Data table Dòng nằm bên trên cột nằm tay trái ok đó cực kỳ đơn giản ha rồi các bạn sửa vô giùm thầy câu 4, câu 5 và câu 6 làm lại mỗi câu khoảng 3 lần để cho nhớ nha và câu 7 thì nó sẽ khó chút xíu này hướng dẫn câu 7 rồi bây giờ mình sẽ làm câu cuối câu số 7 trong lệnh data table ô buổi 2 câu 7 này các bạn thấy thì yêu cầu tổng hợp như bản sao số lượng tổng hợp số lượng như bản sao nhưng mà ở đây các bạn thấy thập phân là dấu phải nhưng mà ở đây người ta là dấu chấm nó rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau phân tích xong tính tổng số lượng quét cột số lượng đi từ d3 các bạn quét đến d22 hai điều kiện hai ngoặc nào dễ làm trước cái ba ký từ bên trái này dễ làm trước lên mã hàng từ đây các bạn từ a3 các bạn quét đến A22. Rồi lấy ba ký tự bên trái. Bằng cái ô đại diện B34. Rồi, bây giờ tới cái phần phía sau này mới khó nè. Thập phân ở đây người ta dấu phẩy, người ta dấu phẩy. Nhưng mà bài này các bạn lấy ra nó lại là dấu chấm. Và nếu nó là dấu chấm thì nó là chuỗi. Và chuỗi thì không thể về liền. Các em nhớ nha, thập phân ở đây mình là dấu phẩy mà người ta đây là người ta cho dấu chấm. Người ta cho đây là dấu chấm. Và nếu là dấu chấm á thì các bạn thí dụ như 0.2 thì nó hiểu đó là chữ là chuỗi. Và là chuỗi thì bạn không thể là value được. Nó khi nó là chuỗi số thì mới value được nha các em, khi nó là chuỗi số mới là value được. Vậy bây giờ mình sẽ hiểu như sau. Thì giờ thầy sẽ lấy hàm mid. Các em nhìn kỹ nha. mid. Chuỗi xé của mình nè. Rồi sau đó ký tự bắt đầu lấy của thầy là ký tự thứ 5 Lấy nhiều ký tự không biết Đó lấy nhiều ký tự không biết Rồi quét chọn nè Đó Tại sao không biết Tại có khi các bạn lấy một ký tự Và có khi lấy hai ký tự Tức là nhắc này thầy lấy số 0, số 6, số 10 Lên trừ cho hai ký tự bên phải Và bốn ký tự bên trái là trừ 6 đó, tức là cái mít này các bạn, mít 5 nè, lên trừ 6, bạn sẽ lấy ra được số 0 chuỗi số 0, chuỗi số 6, chuỗi số 10. Ghép nối dưới dấu phẩy. Ghép nối dưới right Ghép nối dưới right Một ký tự. Rồi, giác này nguyên cái mid này nè, các bạn phải đặt một cái value chung. Rồi và mới so sánh F29. Đó, Tức là mình phải gỡ rối từ từ Giờ quét chọn nè Data Quả đếp Data table Dòng nằm bên trên Cột nằm tay trái Đó Các bạn chú ý nha tới là giác này mình phải phân tích được Cái chỗ Cái chuỗi của người ta Người ta cho đây là 0.5 Ở 0.5 Thì mình phải biến làm sao để thành 0.5 Tại 0.5 thì khi đó bạn mới value được để thành số Giờ đây là một cái khó các bạn phải đọc đời phân tích làm lại 6 lần cho máy tính cá nhân bài này và ghi lại những gì mà bạn cảm thấy bạn khó nhớ lưu ý đây là đề thi đã ra rồi trong đề thi của bạn nhé đây câu đã ra rồi một trong những câu khó kem sửa vô